Thưa quý vị, PO là token của câu lạc bộ bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. PO hiện tại giá 5,47 USD. PO được list trên các sàn như OKX, Gate, Bitget, MEXC, Chini. Ngoài ra, PO còn được list trên app SoulSide OS. Như quý vị đều biết, SoulSide OS chuyên về lĩnh vực thể thao và phát hành các token. Vậy thì ở video này, tôi xin chia sẻ cùng quý vị cách để hoán đổi PO trên cái app SoulSide OS. Để quý vị không phải chờ đợi lâu, ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn PO và tôi sẽ hoán đổi PO ra cái đồng coin CHZ. Chọn wallet, chọn vào Portugal. Chọn vào sale để bán. Ở đây tôi sẽ nhập số lượng. Chọn vào sale. Tôi sẽ bán 10 PO. Và phí giao dịch ở đây họ tính bằng cái đồng coin CHZ. Phí sẽ là 1,16 CHZ. Ok, tôi sẽ chọn vào ô, tích vào ô đồng ý này. Chọn vào sell PO. Quý vị có thể chờ từ 1 đến 3 phút để chờ mạng lưới blockchain xác nhận. Tôi sẽ vào history để kiểm tra trạng thái giao dịch. Quý vị sẽ thấy cái dòng pending phía bên dưới. Quý vị lưu ý, quý vị muốn hoán đổi được các token qua cái app SoulSide OS thì quý vị bắt buộc phải có cái đồng CHZ để làm phí mạng lưới blockchain. Quý vị có thể chuyển CHZ từ bất cứ một sàn nào về cái app SoulSide OS qua cái mạng lưới ERC20, hoặc quý vị có thể mua trực tiếp bằng cái thẻ thanh toán quốc tế. Bây giờ tôi sẽ back lại. Chọn vào wallet. Đó. Và cái CHZ đã được về ví và hiển thị trên màn hình. Cái token của câu lạc bộ Bồ Đào Nha đã bị trừ đi. Và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu quý vị chưa có tài khoản trên sàn Chini hoặc sàn Binance, quý vị hãy đăng ký theo mã giới thiệu ở bên trên, bên cạnh màn hình. Quý vị đăng ký theo mã giới thiệu thì quý vị sẽ được giảm 20% phí giao dịch trên các sàn. Và nếu như thấy video hay và hữu ích, quý vị hãy like, đăng ký, chia sẻ kênh. Chân thành cảm ơn.